súng hơi, súng tự chế, dao phóng lợn, đao, kiếm, pháo là những vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ mà công an xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng vận động thu hồi được trong thời gian gần đây. Được sự tuyên truyền của lực lượng chức năng, nam thanh niên này đã tự nguyện mang khẩu súng tự chế đến giao nộp. Mình không hiểu biết là mình mua về để sử dụng bắn chim ạ. Sau khi công an xã Nội Hoàng tuyên truyền đấy thì mình thấy nguy hiểm quá, mình đem giao nộp. Để người dân nhận thức được những nguy hiểm khi cất giữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và tự nguyện giao nộp cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua, công an xã Nội Hoàng còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ liên quan. Công an xã Nội Hoàng cũng thường xuyên nắm tình hình, tuần tra kiểm soát vào những cái giờ cao điểm để khi phát hiện ra những công dân mà không chấp hành thì lực lượng công an sẽ kiên quyết xử lý, thu hồi và có những cái biện pháp xử phạt thích đáng theo cái quy định của pháp luật. Với sự nỗ lực của lực lượng công an các cấp trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, nhất là thực hiện đợt cao điểm vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, huyện Yên Dũng đã vận động thu hồi được 5 khẩu súng hơi và súng tự chế, hàng chục viên đạn và nhiều công cụ hỗ trợ. Xác định không chỉ tập trung chỉ đạo vào cái đợt cao điểm, mà phải coi đây là cái công tác thường xuyên gắn với cái công tác quản lý địa bàn của lực lượng công an cấp xã. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động trong dân để làm sao mà thu hồi, cố gắng là triệt để làm tốt cái công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa tội phạm phát sinh. Thực tế cho thấy, việc quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà chỉ có được hiệu quả thực sự bền vững khi người dân nhận thức đúng và có ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Chính vì vậy, các hoạt động tuyên truyền, nắm địa bàn vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng huyện Yên Dũng đẩy mạnh nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội vì sự bình yên của nhân dân.